sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch để thông đồng mua bán chứng khoán, tạo cung cầu giả nhằm trục lợi, đưa thông tin sai lệch, lôi kéo các nhà đầu tư để thao túng giá chứng khoán. Hàng loạt hành vi bán chui cổ phiếu đã bị phát hiện và xử lý. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, tập đoàn FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Ngày 29 tháng 3, khởi tố tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, những năm gần đây, hiện tượng bán chui cổ phiếu đã tái diễn nhiều lần khiến thị trường chứng khoán mất ổn định, gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà đầu tư. Có thể nói đây là những cú đánh úp khiến cho các nhà đầu tư trở tay không kịp của các tập đoàn doanh nghiệp có giao dịch cổ phiếu. Và ngay sau đây thì biên tập viên Thu Hà sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý nhất. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Thúy Quỳnh và Tiến Tú. Xin kính chào quý vị khán giả. Việc bán chui cổ phiếu của các tập đoàn doanh nghiệp diễn ra nhiều năm nay, thậm chí là như cơm bữa, đã tạo ra nhiều cú úp sọt các nhà đầu tư. Dư luận thì đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán. Năm 2021, số lượng tài khoản chứng khoán trong nước lên đến 4,2 triệu tài khoản. Trong khi đó, năm 2020 chỉ khoảng 2,7 triệu tài khoản. Thị trường chứng khoán đã có sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô vốn hóa và số lượng các nhà đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, một số tập đoàn doanh nghiệp lớn đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán để trục lợi bất chính. Các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bị phát hiện tại thời điểm hiện tại đã có quy mô lớn hơn với sự tinh vi trong tổ chức. Các cổ phiếu được nhắm đến thường là các cổ phiếu vừa và nhỏ với thị giá thấp, cơ bản kém được đẩy lên với mức giá cao, thường là tăng từ 5 đến thậm chí là hơn 100% sau đó mới xả hàng. Hiện tượng này xảy ra thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến các cái uy tín cũng như là niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường. Khi nhà đầu tư mất niềm tin thì họ đã rời đi thì họ rất khó sẽ quay lại thị trường. Những cái hành vi gian lận chứng khoán, làm giá chứng khoán, thao túng chứng khoán ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của hàng vạn nhà đầu tư. Nguyên nhân từ cái khâu mà thanh tra giám sát thị trường của chúng ta hiện nay còn quá yếu. Cũng trong năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hơn 303 vụ vi phạm công bố thông tin, làm giá, thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Số tiền xử phạt thu được tăng 5,6% so với năm 2020, tương đương khoảng gần 21 tỷ đồng. Thưa quý vị, nộp phạt vài chục đến vài trăm triệu, thậm chí mức cao nhất là hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng các tập đoàn, tổng công ty lại có thể bỏ túi hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy họ sẵn sàng vi phạm để nộp phạt, bởi số tiền phạt so với số tiền lợi thu về là rất nhỏ. Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần siết chặt chế tài xử phạt đối với hành vi bán chui cổ phiếu. Việc thao túng giá chứng khoán sẽ gây ra sự thiếu minh bạch, lũng đoạn thị trường, tạo ra các khoản thua lỗ cho các nhà đầu tư. Hành vi thao túng thị trường chứng khoán thì không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm tổn thương đến niềm tin của cộng đồng đầu tư. Điều này thì đi ngược lại với chủ trương phát triển thị trường chứng khoán thành một kênh dẫn vốn dài hạn và bền vững của nhà nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước đang hoạt động theo cái mô hình là một cái cơ quan hành chính với chế độ là một thủ trưởng. Đấy, thế thì như vậy là nó sẽ bị cái xung đột lợi ích. Bộ Tài chính cần phải trình với chính phủ về đổi mới cái mô hình tổ chức của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Và đồng thời là tập trung vào cái khâu là thanh tra giám sát thị trường. Chúng ta có những chế tài mà hiện nay phạt theo cái hình thức phạt tiền thì nó cũng rất là thấp và nó bị khống chế ở một cái mức nhất định. Trách nhiệm về gọi là hình sự, nếu như anh vi phạm thì xử phạt đến cái mức nào cũng cần phải xem xét, để từ đó các cái cơ chế xử phạt nó phải mang tính răn đe, để những cái đối tượng mà có ý đồ thao túng thị trường thì phải suy nghĩ nhiều lần trước khi thực hiện. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán chính là tạo ra kênh huy động vốn chung và dài hạn cho sự phát triển của nền kinh tế. Tất cả những hành vi lợi dụng kẽ hở của luật để thao túng, để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm minh và không có vùng cấm. Điều này không chỉ mang lại một thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, lành mạnh mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của người dân về một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường như văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ. Đến đây, phần trình bày của tôi xin được kết thúc.